Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức phong trào Tết trồng cây, cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp Vì một Việt Nam xanh. Tại tỉnh Tuyên Quang, hàng nghìn cây xanh đã được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trồng mới ở con đường du lịch hoài niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương. Nơi đây cũng là tâm điểm của những chuyến du lịch về nguồn nhằm phát triển du lịch chiến khu Việt Bắc. Tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, 70 cây lim xanh quý Tam Đảo cũng đã được Tổng Công ty trồng tại con đường du lịch hoài niệm làng nghề cổ Vân Canh. Đây là nỗ lực vừa giúp cảnh quan khu di tích quốc gia thêm phong phú, vừa là bảo tồn giống gỗ quý của địa phương. Chương trình trồng cây trên con đường du lịch hoài niệm các di tích quốc gia với mục tiêu trồng mới 10.000 cây xanh trong năm 2021 và 100.000 cây trong giai đoạn 2021-2025 là hoạt động vô cùng có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo vẻ đẹp cảnh quan sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên tại khu di tích lịch sử, truyền đạt thông điệp sâu sắc khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội nói chung và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nói riêng đối với công tác bảo tồn thiên nhiên, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh.